bộ phim truyền thuyết Thiếu Lâm. Tổng chế tác Đặng Hữu Lập, tổng đạo diễn Lý Xuân Vĩnh, biên kịch Đặng Kiều, Hà Thái Trăng. Thiếu Lâm. Hả? Chỗ này cũng có nữa. Chỗ này cũng có đó. Thiết diện vô tư, sắc diện vô quan, u minh đại sĩ khóc vô lệ là ta đây. Đừng lo, chắc bây giờ cha của con đã đến Thiếu Lâm tự rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng có diện binh thôi. Con chạy vô khu rực phía sau trước, để đây cho ta. Như vậy con chú thì sao? Cứ mặc kệ chú, tự chú lo được mà. Chú cố hết sức chống đỡ, có thể tranh thủ thời gian cho cháu. Chú à, đại trượng phu không được do dự, hãy nhớ lời của chú. Đã giờ phó hậu sự rồi thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Hả? Hả? Chạy mau. Tại phương Bắc nước Trung Quốc có một thánh địa võ học, nơi khai sinh các loại võ công cao thâm nhất thiên hạ. Thánh địa ấy đã có hàng ngàn năm trước khi những câu chuyện huyền thoại bắt đầu. Thiếu Lâm tự. Hey!
Ngươi quá đáng lắm. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Cứ đuổi theo ta đi. Đáng ghét. Nhanh lên. Đứng lại. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Đuổi theo ta đi. Đứng lại. Nhanh lên, nhanh lên. Ta mà bắt được ngươi, ngươi sẽ biết tay ta. Qua đi, qua đi. Đứng lại. Ta không tin đánh không được người. Đáng ghét. Đuổi không được rồi. Đứng lại. Đứng lại. Không được rồi. Đứng lại. Nhìn lên. Chết rồi, gây ra họa rồi. Hả? Liều với ngươi. Dạ. Chào đại sư bá. Con chào đại sư bá. Nếu như không có chuyện gì nữa, con xin phép cáo lui ạ. Con đi nha. Ngươi nghe cho rõ, phạt ngươi mỗi ngày gánh nước 1.000 thùng, chẻ củi 500 cân, chạy bộ 300 vòng, hít đất 500 cái, nhảy ít 400 cái, lau dạ giặt đồ, chà giả xí, làm đến nửa đêm, đến khi con còn sức lực nữa mới thôi. Con nghe rõ không? Dạ nghe rõ. Còn nữa, không cho ăn dộm. Tiểu tử, ngươi đúng là tuyệt lắm. Xin đa tạ. Không biết trời cao đất rộng, vô phép vô tắc, không biết giữ kỷ luật, không có tinh thần đoàn kết, lười biếng. Tổng giáo đầu, mắt công có ghen đó. Ngươi, tên tiểu tử thúi này. Tiểu thúi này, dạ. Lùi xuống đi. Dạ. Đại sư bá. Không được vô lễ. Con chỉ đùa chút thôi, ai về, thằng nhóc đó lại nổi quạo, muốn đỡ cũng không được. Phụ thân con đưa con đến Thiếu Lâm tự chính là muốn con học tốt võ công, con không được lãng phí thời gian. Dạ, đại sư bá. Học võ phải tịnh tâm trước, tịnh tâm rồi mới đến thiền. Thiền bắt đầu từ nội tâm. Dù có bất cứ sự quấy rối nào từ bên ngoài cũng phải giữ vững thái độ điềm tĩnh. Đánh một bài quyền cho ta xem thử. Dạ. Khi con đi quyền phải giữ cho tâm bất động. Khi tâm đã bất động rồi thì thiền mới có thể nhập võ để thành hình. Tiểu Thi. Cha, Tiểu Thanh. Chào đại sư bá, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, Lam thí chủ vẫn khỏe chứ? Đại sư bá, chắc quý vị đã gây không ít phiền phức cho Thiếu Lâm tự. Đâu có, đâu có. Vào trong uống trà trước đã. Đa tạ đại sư bá. Mời. Tiểu Thanh à, gặp mặt muội ta vui lắm đó. Muội cũng vậy đó. Có thật không? Chắc là không ai tranh cãi với muội cho nên buồn quá phải không? Tiểu Thiên à, huynh. Nói đùa thôi mà. Không cần biết, muội phải phạt huynh dẫn muội đi dạo khắp nơi. Quá đơn giản. Bây giờ chúng ta đi thôi. Nè, chờ muội với. Nè, đi chậm lại thôi mà. Nhanh lên đi, sao đi chậm quá vậy? Chờ với mà. Nè, đừng xin lỗi. Đại tiểu thư. Phong cảnh ở đây đẹp quá à. Hàng ngày huynh đều tập võ ở đây phải không? Đúng vậy, ta thường đến đây luyện võ. Nơi đây gọi là Lập Tuyết Đình, cũng có tên là Đạt Ma Đình đó. Trời ơi, cảm động quá à. Tinh thần này chỉ có tình yêu mới có thể sánh được. Cái gì? Đâu có liên quan gì đến tình yêu đâu. Chỉ có tình yêu mới trở nên kiên cường như vậy. Cho dù là bao nhiêu đau khổ, vẫn kiên quyết theo đuổi đó. Nè nè, Tuệ Khả là một hòa thượng vĩ đại, muội đừng có so sánh bừa có được không? Nè, khoan đã. Chỗ này á là trạm Tráng Khanh. Trước kia các võ tăng đều luyện võ trong Thiên Phật Điện, lâu dần đã trở nên như vậy đó. Vậy quên thử xem. Được.